Chào buổi sáng tốt lành tới tất cả quý cô chú chị hàng nhé. Chúc mọi người có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ nhé. Và em lên sóng giới thiệu giao lưu cho cả nhà mình một phôi gốc cà te carbon 3 hay còn gọi là gõ đỏ. Phôi này thì nó đạt chuẩn gọi là cực VIP mọi người nhé. Vân VIP có nu đàng hoàng, tinh lõi đông đặc, không tì vết mọi người nhé. Đây một tảng nu đây mọi người. Đấy, nu u biếu. Đây mắt nu mọi người này. Mắt nu sáng rực. Chun sụn thì không nói rồi nhé. Chun sụn thì nó quá đẹp. Phần đây là nó trên đồi người ta lăn xuống mọi người nhé, nên nó đập vào đá nó có bị dập một xíu. Còn này, chun sụn thì không nói rồi mọi người nhé. Chun sụn này, nu này. Nói chung cục đây quá đẹp mọi người. Vân nhìn phê, thật sự là cục đây là phê. Vân nó quá đẳng cấp luôn rồi. Em về cái là xịt rửa lên sóng luôn cho cô chú chị hàng. Đây, nu đây mọi người này. Đây mọi người cứ nhìn này mọi người biết. Nó đẹp cực kỳ luôn mọi người nhé. Nói là nó quá ok luôn mọi người. Vân này quá đẳng cấp. Chun sụn nu nhé. Sườn cá mọi người. Rồi em không dài dòng đi vào kích thước liền luôn cho cô chú chị hàng nhà mình nhé. Cục đây thì được 81kg mọi người nhé. Đây, chiều cao phần thấp nhất đây mọi người, 75. Cao bên đây là được 85. Chênh lệch nhau 10 phân, 75, 85, 36. 36 là đây nhé. Còn nếu mà vượt ra đến đây này, đúng cái chỗ của nó này, 40 tròn. Chiều dày mọi người nhé, chiều dày trên đây được 20. Còn dưới đế thì nó dày hơn nhiều. Từ từ mọi người nhé. Ở dưới đây, đây mọi người, từ mép này qua đây cũng 40. Phần nu đẹp chưa mọi người? Chân nu sáng rực. Chiều dày mọi người, chiều dày ở dưới đế này được 34. Nu chun sụn này, nu đây mọi người nhé. Đây mắt hoa nu này mọi người này. Đấy, chun sụn này. Nó phê, thật sự là nó phê mọi người nhé. Chất phần quá đẹp, đục tiện xẻ đều ok mọi người nhé. Quý cô chú chị là khách hàng, mọi người thiện chí thì liên hệ cho em nhé, 0338918991, đông đặc luôn nhé. Để em xoay cho mọi người xem. Phần quá VIP rồi, sáng cả một bầu trời luôn mọi người. Quá phê, nu lại còn chun sụn. Chỉ muốn xoay mãi thôi các bạn. Cục này, cục nu chun sụn, u biếu này, mắt này. Đấy. Cái thằng cà te này, chất nu của nó thì nó xoay rất là đẹp này. Đẹp luôn. Đây cho mọi người xem cái đế này. Em mới cắt đây mọi người này. Đấy, mới cắt. Đấy đẹp 100% nhé. Không có sâu xăm bọng bẹo gì hết. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em nhé.